Hello, hello, xin chào các bạn đến với Vị Marketing. Cho dù bạn đang đi học hay đi làm thì tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe hai từ thương hiệu ở đâu đó trong cuộc sống xung quanh mình rồi. Nhưng nếu với bạn, khái niệm thương hiệu còn mập mờ và bạn chưa hiểu rõ được lợi ích của việc xây dựng thương hiệu thì tôi chắc chắn rằng video này rất hữu ích cho bạn đấy. Tôi sẽ đi qua 3 phần. Phần thứ nhất, tôi sẽ nói về sự hình thành và khái niệm của thương hiệu. Phần thứ hai là vai trò của thương hiệu trong hành trình khách hàng. Và phần thứ ba là những lợi ích mà thương hiệu mạnh mang lại. Rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. Phần thứ nhất là sự hình thành về khái niệm của thương hiệu. Thì bạn hãy tự hỏi mình rằng khái niệm thương hiệu ra đời từ khi nào? Nếu bạn chưa tự hỏi mình thì khỏi câu hỏi cũng được, mình sẽ trả lời cho bạn. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thương hiệu, từ khi chúng ta bước ra đường đến khi chúng ta về nhà, từ những tiệm sữa Honda ven đường, tiệm cơm, quán net, đến các tập đoàn lớn như Sabeco, Vinamilk, FPT, Masan, Vingroup, hay những tập đoàn lớn trên thế giới như Coca-Cola, Google, Disney. Vậy thương hiệu được hình thành lúc nào vậy ta? Ở đây tôi sẽ bóc tách từ thương hiệu, chữ thương trong chữ giao thương và chữ hiệu là một cái tên. Từ thời xa xưa mấy ngàn năm trước công nguyên thì con người đã bắt đầu giao thương với nhau. Lúc này một mặt hàng không chỉ có một người hay một tổ chức cung cấp, mà càng ngày càng nhiều tổ chức sẽ cung cấp cùng một loại mặt hàng. Tuy nhiên, không phải tất cả các mặt hàng của các nhà cung cấp đều giống nhau về chất lượng. Nên để người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm nào của tổ chức nào có chất lượng tốt, thì lúc đó thương hiệu ra đời. Ví dụ như thời xa xưa khi Trung Quốc vận chuyển tơ lụa qua châu Âu. Với việc nổi trội về chất lượng và các thương lái ở các nơi khác đều thích mua lụa Trung Quốc, cho nên khi nhắc tới tơ lụa Trung Quốc thì ai cũng biết và nhận định rằng tơ lụa Trung Quốc là một loại rất tốt. Như ví dụ này thì tơ lụa Trung Quốc nhận được sự nhận biết, sự tín nhiệm của các thương lái, sự yêu thích và sự ghi nhớ. Cho nên tơ lụa Trung Quốc đã là một thương hiệu. Tôi sẽ có một ví dụ về thương hiệu đi song song trong video này để bạn hiểu rõ hơn về khái niệm thương hiệu. Có một bà chị tên là Thị Bảy và bà chị này bán chè bưởi. Hàng ngày chị Bảy thì dọn quán ra Ngã Tư khu phố, bán hàng trăm chén chè, khách đông nườm nượp. Mọi người không những đều nói chè rất ngon mà còn quán sạch sẽ, ngăn nắp, không chất bảo quản. Bà chủ Thị Bảy lại vui tính, có cái một rùi duyên, hay kể những chuyện hài hài cho thực khách nghe. Ai ăn xong chè chị Bảy cũng khen ngon và chuyện tay nhau rằng chè chị Bảy là ngon xuất sắc luôn. Kể cả những ai chưa ăn cũng cảm thấy muốn được ăn thử một lần và rủ người khác cùng đi ăn chung nữa. Mà để ăn chè bưởi là phải ăn chè chị Bảy nha, chứ không chịu ăn chè của ai khác hết á. Lúc này thì tên gọi Bảy chè bưởi kèm hình ảnh người chủ, vị trí bán chè được thực khách ghi nhớ, tín nhiệm trong tâm trí của mình tại khu vực này. Lúc này Bảy chè bưởi, thương hiệu quán chè đã tồn tại rồi đấy. Như vậy tôi rút ra khái niệm của thương hiệu, đó là thương hiệu là một cái tên hay khái niệm, ký hiệu và cảm nhận tổng thể của người tiêu dùng về cái tên, khái niệm hay ký hiệu đó. Tôi nhắc lại nha, thương hiệu là một cái tên, một khái niệm hay một ký hiệu và cảm nhận tổng thể của người tiêu dùng về cái tên, khái niệm, ký hiệu đó. Như vậy thương hiệu sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là cái tên, khái niệm và ký hiệu. Phần thứ hai là cảm nhận của người tiêu dùng về cái tên, khái niệm, ký hiệu đó. Ok, thì mình đã đi xong khái niệm về thương hiệu rồi. Thì tôi sẽ đi tiếp phần thứ hai, đó là thương hiệu trong hành trình khách hàng thì có vai trò như thế nào? Thì hành trình khách hàng nói nôm na là khi một người bắt đầu có nhu cầu về một hàng và người đã mua, sau đó là phản hồi về sản phẩm, cảm nhận về nó. Và quá trình này lặp đi lặp lại thì đó là một hành trình khách hàng. Trong thực tế thì hành trình khách hàng bao gồm rất là nhiều bước. Tuy nhiên ở video này tôi sẽ lấy một ví dụ hành trình khách hàng đơn giản của ngành FMCG, bao gồm 3 giai đoạn: pre-store, in-store và after-store. Đó là trước khi tới điểm bán, tại điểm bán và sau khi mua hàng. Trước khi tới điểm bán, người tiêu dùng sẽ phát sinh nhu cầu về một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Sau đó tìm kiếm thông tin và đưa ra so sánh về giá cả, vị trí cũng như các mặt hàng có trên thị trường. Sau khi tìm kiếm và so sánh thông tin, người tiêu dùng sẽ đến điểm bán, sau đó tương tác và kiểm tra sản phẩm, so sánh với các mặt hàng cùng kệ, quầy, rồi quyết định có mua sản phẩm đó hay không. Sau khi mua sản phẩm đó rồi, thì người tiêu dùng sẽ sử dụng
và có những phản hồi đánh giá về sản phẩm đó. Rồi, tới phần ví dụ hấp dẫn nè. Tới ví dụ hôm nay là tháng 8 đi, giữa những ngày mưa tầm tã thì có một ngày nắng chói chang. Buổi trưa hôm đó bạn rất là thèm món chè bưởi thì bạn nghĩ ngay tới chè bưởi của chị Bảy. Nhưng mà khổ một cái là quán chè bưởi của chị Bảy á, nó tiết ở quận Tân Bình lận, nhưng mà bạn đang làm quận 3 thì sao chạy qua ăn được. Lúc đó các bạn nghĩ thôi hay là ra kia mua nước cam uống cho nó mát cho nhanh cho rồi, giờ còn order nữa thì lâu quá. Nói là làm, thế là bạn chạy ra quán đối diện công ty, gặp cái cô nước cam đó. Tự nhiên bạn thấy trên cái kệ bỏ một cái ly chè tắc mát lạnh thiệt là đẻ quá. Cái xong bạn hỏi, ly chè tắc nhiều cô? Thì cô đó trả lời là 10.000. Cái bạn chợt nhớ nước cam là 30.000 một ly lận. Thôi bây giờ mua chè tắc mà cũng uống cũng chua chua mát mát như nước cam vậy. Thế là cuối cùng bạn mua chè tắc, bạn mang về công ty uống và cảm thấy mát lạnh, sảng khoái mà vừa khẽ nữa chứ. Không phải bạn là một người không có chính kiến đâu nha, nhưng ở đây ý thức chưa chắc để quyết định được hành vi mà còn phụ thuộc vào bối cảnh xung quanh. Ví dụ trường hợp bạn chạy qua quận Tân Bình để bạn ăn chè cô Bảy luôn, nhưng sát bên quán á, có một quán chè tên là cô Thu chè bưởi. Nhìn vào thì bạn thấy quán cũng sạch sẽ, người ra vô thì tấp nập, lại đang khuyến mãi nhân dịp mở cửa hàng chỉ 5.000 một ly à, trong khi đó quán chè cô Bảy bán tới 10.000 một ly. Thế là bạn qua quán chè cô Thu để ăn thử xem thế nào. Thì dù gì cũng là chè bưởi mà, thấy ăn cũng đông, lại khuyến mãi 5.000 một ly nữa, dại gì mà không ăn, đúng không? Bạn thấy không, thương hiệu Bảy chè bưởi gợi nhớ cho bạn mỗi lúc có nhu cầu ăn chè bưởi, nhưng việc đi đến quyết định mua hàng còn chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác xung quanh, mà điển hình như là phân phối, khuyến mãi, cảm xúc của bạn lúc đó, hay là cạnh tranh tại điểm bán hàng. Tóm lại, xây dựng thương hiệu sẽ giúp bạn có lợi thế ở quá trình trước khi người tiêu dùng tới điểm bán. Khi người tiêu dùng tới điểm bán thì đó là nhiệm vụ của trade marketing. Tuy nhiên, trong thực tế, brand marketing và trade marketing không hoàn toàn khác biệt như bạn ở trên, mà bổ sung hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình mua hàng. Ví dụ, ở giai đoạn trước khi tới điểm bán, người tiêu dùng không thấy điểm bán nào gần họ thì họ sẽ quyết định không mua sản phẩm đó nữa. Hay, việc thiết kế một bao bì đẹp để thu hút khách hàng tại điểm bán cũng là nhiệm vụ của brand marketing. Cuối cùng, phần kết luận đó là hành trình mua hàng là một quá trình chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó thương hiệu là một trong những yếu tố. Bây giờ mình đi tới phần 3, đó là xây dựng thương hiệu mạnh á, sẽ có lợi ích gì. Thực ra xây dựng thương hiệu mạnh á, thì có muôn vàn lợi ích, mình kể từ nay tới mai cũng không hết nữa, nhưng mình sẽ điểm ra một số các cái lợi ích mà điển hình nhất. Lợi ích đầu tiên của thương hiệu mạnh đó là người tiêu dùng sẽ gợi nhớ khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm. Như mình có đề cập trong ví dụ ở phần 2, thì nếu bạn có nhu cầu ăn chè bưởi thì trong đầu của bạn sẽ suy nghĩ đến thương hiệu Bảy chè bưởi đầu tiên. Và lợi ích thứ hai đó là gia tăng cái cơ hội mà người tiêu dùng chọn bạn khi có nhu cầu. Vì khi người tiêu dùng muốn ăn chè bưởi, họ sẽ nhớ đến bạn và nhớ những đặc tính như chè ở của bạn ngon, quán sạch sẽ, không chấp bảo quản ở quận Tân Bình và bà chủ lại vui tính nữa. Thứ ba, nhiều doanh nghiệp lựa chọn các khuyến mãi để gia tăng doanh số, nhưng khuyến mãi chỉ hiệu quả khi bạn sử dụng một cách hợp lý. Việc lạm dụng nó sẽ làm người tiêu dùng định giá thấp sản phẩm của bạn, và việc làm thương hiệu sẽ tốt và tạo sự ổn định cho business của bạn hơn. Quay lại ví dụ, nếu chè bưởi chị Thu giảm giá từ 10.000 một ly xuống 8.000 một ly, thì người tiêu dùng sẽ cân nhắc lựa chọn giữa chè chị Thu và chè chị Bảy. Nhưng việc bán 8.000 một ly sẽ không đủ đảm bảo phần lời của chị Thu khi bán chè. Như vậy, để thu hút khách hàng, chị Thu chỉ có thể giảm giá xuống 8.000 trong một thời gian ngắn, sau đó chị Thu vẫn phải quay lại với mức giá là 10.000 để tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng sau khi quay lại mức giá 10.000 thì anh Nam khi đến quán chè bảo rằng 8.000 á thì tao còn ăn quán con Thu, chứ 10.000 tao ăn quán bà Bảy không ngon nè. Lúc này người tiêu dùng đã định giá chè của chị Thu là 8.000 một ly chứ không phải là 10.000 một ly, vì chị khuyến mãi liên tục. Lợi ích thứ tư đó là người tiêu dùng sẽ chi trả cao hơn cho thương hiệu của bạn. Ở ví dụ, nếu chè chị Bảy tăng lên 12.000 một ly thì người tiêu dùng cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, vì họ nghĩ rằng chè chị Bảy sạch, ngon và bà chủ vui tính nữa thì tôi chi trả thêm cao hơn một chút cũng không sao.
Việc chia trẻ cao hơn này cũng sẽ có một giới hạn của nó. Ví dụ, nếu chị 7 tăng lên 15 ngàn một ly thì sẽ không ai ăn. Thứ năm, thương hiệu mạnh sẽ là nền tảng vững chắc và sự tin tưởng cho những thương vụ giá trị lớn. Ví dụ chị nghe trong xóm đang cân nhắc sắp tới thôi nôi rồi, tôi không biết chọn món chè nào để cúng cho con hết. Anh chồng liền vô bảo rằng chị 7 nấu chè rất là ngon, hay là mình chọn bên đó đi em. Thế là hai anh chị chọn cho chị 7 để cúng thôi nôi của mình. Tiếp theo, thứ sáu, đó là sức đề kháng vừa khủng hoảng sẽ tốt hơn. Một ngày không đẹp trời, bà 7 đang bán chè thì múc ra trong chén chè có 3 con gián. Thế là hôm sau liền có bà báo giật tít, bà 7 nấu nhầm chè bưởi thành chè cánh gián. Sau đó thì chị 7 đăng status xin lỗi mọi người và bảo rằng chị không có làm chuyện này và chè chị nấu rất là sạch sẽ. Kèm hình ảnh và video quá trình chị nấu ra chè bưởi. Anh Nam, một người rất là mê chè chị 7, chiều chiều là cứ tới ăn à, bình luận. Ok, anh tin em. Vài ngày sau thì quán chè của chị đông lại như bình thường và cũng chả thấy ai bàn tán gì tới chuyện chè cánh gián hôm bữa nữa. Lợi ích số 7, gia tăng giá trị cảm xúc. Này em yêu, anh muốn ăn chè bươi. Ok anh yêu, đưa tiền đây. Anh em thì thích chị 7 cho nên chiều nào cũng tới ăn. Số 8, quyền mặc kệ với nhà phân phối. Bán được một khoảng thời gian thì chị 7 đóng bịch. Buổi sáng giao cho các tiểu thương đi khắp nơi trong thành phố. Chị liên hệ thì ai nấy đều đồng ý, vì cả Sài Thành này ai cũng biết là chè chị 7 rất là ngon rồi. Thấy thế thì chị Thu sát bên cũng đóng bịch rồi liên hệ các tiểu thương. Nhưng ai nấy đều phớt lờ rằng tụi tôi nhập chè chị 7 rồi, không nhập thêm nữa đâu, họ khi nào hết mới lấy chè chị Thu bán. Thế là chị Thu chỉ gieo được có vài mối tiểu thương nhỏ lẻ, và sự ưu tiên của các tiểu thương lớn thì cho chị 7 mất rồi. Lợi ích thứ 9, đó là dễ phát triển một thương hiệu con để phục vụ một tập khách hàng khác. Sau khi chè bưởi bán rất chạy rồi thì chị 7 tiếp tục bán thêm chè trôi nước, chè đậu xanh đánh. Anh em, một người có 25 năm trong kinh nghiệm ăn chè cho biết chị 7 nấu chè bưởi ngon thì chắc hai loại này cũng ngon lắm đây. Lúc này thì cái đặc tính của thương hiệu mè, đó là ngon, sạch và bà chủ vui tính, đã được thương hiệu con, đó là chị đậu xanh đánh và chị trôi nước thừa hưởng. Lợi ích thứ 10, đó là thương hiệu mạnh có thể giáo dục người tiêu dùng. Chị 7, người bán chè bưởi lâu năm cho biết trong bưởi có nitrohydrochloric acid giúp bổ huyết dưỡng não, tốt cho tim mạch, hỗ trợ sự thông minh cho trẻ em. Nghe chị 7 nói, các bà mẹ hàng xóm cũng tin tưởng do chị 7 là người bán hàng uy tín. Thế là thường xuyên dẫn con tới ăn chè chị 7. Rồi đó. 10 phần trên đây là những cái lợi ích mà một thương hiệu mạnh có được. Thì đây không phải là tất cả đâu nha. Lợi ích của thương hiệu mạnh như mình đã nói thì sẽ có rất là nhiều, thì mình kể tới mai nó sẽ không hết. Cho nên quay video này mình muốn nhắn nhủ tất cả bạn rằng hãy tập trung xây dựng thương hiệu khi làm kinh doanh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu bạn có thắc mắc thì hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên like video và subscribe để xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào.